Kính nội địa bịa Nhật Biên Hòa xin kính chào cô bác anh chị mình nha. Hôm nay thì tôi sẽ review cho cô bác anh chị mình theo dõi và xem một con bếp ga Paloma mặt men bản phun chức năng. Con này là có ký hiệu là IC36KVKA, sản xuất tháng 3 năm 2016. Đó. Ngoại hình đẹp long lanh như mới, không chảy mốp, không cắn đụng, rất là đẹp luôn. Nó một cái này là cái keo, như quý vị, cái keo mà tôi chưa lột luôn, còn zin luôn à, cái keo dán này. Đấy. Keo dán của cái mặt bếp nó lột ra thì nó xem sẽ đẹp hơn, để tôi để cho nó zin đấy, nó chưa lột mình để luôn. Bao đến 100%, hàng bao lướt. Cái gì mình xem cái lòn lớn của nó nè, để như mới thôi chứ không. Đấy. À. Sau phần giới thiệu bên ngoài của nó, tôi sẽ trở lên cho các chị mình xem cái nguyên liệu bắp. Hàng còn đẹp long lanh. Hàng lướt mới toanh. Cô bác anh chị mình xem kỹ nha. Rất là đẹp. Còn giới thiệu xong nội thất cũng như ngoại thất, thì tôi sẽ gắn các thiết bị vô để thử bếp cho cô bác mình xem tính năng hoạt động của con bếp này nó ok không. Lửa ra hai lửa, tất cả lò nướng này nó hai dàn lửa nha. Con này là bản full, hẹn giờ được cả hai bếp và một lò nướng, là hẹn giờ được cả ba. Rồi sau đó thì tôi sẽ tắt cái hai bếp này, tôi hẹn giờ cái lò nướng cho quý vị cái giờ mình coi nha. Nếu mà muốn lên hẹn bao nhiêu giờ thì bấm lên lúc này, lúc cộng, còn xuống bấm trừ. Rồi sau đó tôi sẽ hẹn một phút
thử tính năng hoạt động của cái lò nướng. Thưa quý vị khán giả mình coi nha. Hai đã tính năng hàng giờ, ga đã tắt và tiếp tục tôi sẽ hàng giờ con bếp bên này. Này là cái đồng hồ nha quý vị, bấm vô đồng hồ là nó nổi hàng giờ, bấm lên bấm xuống là tùy mình muốn chỉnh nhiêu phút thì mình chỉnh. Đấy, tôi hàng 1 phút thì để đỡ tôi giao cô bác mình theo dõi thì tôi sẽ test con bếp bên này. Khi gió thổi tắt, bên đó là hàng giờ, bên này là tôi sẽ thổi tắt, coi thử tính năng an toàn từ khóa ga tự động của bếp nó còn hoạt động tốt hay không. Đấy, đây cái này là nó đã khóa ga nha, an toàn nha cô bác. Đây, lửa này không lên, an toàn chống cháy nổ. Con này đã hết hẹn giờ nha, tính năng hoạt động vẫn tốt nha cô bác. Ok, thì tiếp đó tôi sẽ hẹn giờ con bếp bên này và tôi sẽ thổ lửa cái bếp bên này, thổ tắt để coi cái hoạt động nó xem sao. Hai con bên này nó đã cúp ga tự động rồi nè, không lên nha. Rồi ok, hàng giờ con bếp bên này rồi đã xong rồi, tính năng hoạt động tốt, tất cả con này là hàng siêu nước nha cô bác chị mình. Quá nước luôn, quá đẹp. Rồi sau phần giới thiệu và test bếp thử các chức năng của nó, tôi sẽ xin giới thiệu với cô bác anh chị mình luôn. Con này là hàng nước bản full, hẹn giờ được cả 3 bếp, hàng bao đẹp, bao riêng, bảo hành trên toàn quốc 1 năm. Cô bác anh chị mình theo dõi và lựa chọn cho mình một cái bếp cho thật là đẹp, thật là tốt. Và con này thì ai mà yêu em nó thì chỉ cần cọc trước 700 ngàn. Thì tôi sẽ cho bếp đi và xin bố thu hộ nha. Con này em bán với cái giá là 4.100.000 nha cô bác, 4.100.000. Rồi xin tạm biệt quý vị. Và tôi cũng thông báo cho cô bác anh chị em biết là cái địa chỉ cửa hàng của em là tổ 18 khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cạnh trường Mầm Non Hoàng Yến, gần ngã tư cây Sung, nằm bên hông trường Mầm Non Hoàng Yến.
Và xin hẹn gặp lại cô bác anh chị mình video kế tiếp.